cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin lỗi anh chị em bởi vì buổi tối ngày hôm nay chúng ta nhóm trễ hơn bình thường 30 phút. Nhưng mà Chúa nói là rượu ngon thì giờ cuối, phải không ạ? Và thanh niên chúng ta là những người trẻ, chúng ta sẽ chờ đợi được. Và Chúa ngài sẽ giúp cho chúng ta là những người khiêm nhường, biết chờ đợi. Để Chúa nói là Chúa sẽ ban phước và làm ơn lớn cho những người nào mà có tấm lòng tìm kiếm Chúa, chờ đợi Chúa. Và anh chị em ơi, chúng ta chẳng phải chúng ta đang chờ đón một ai hết, nhưng mà chúng ta chờ đón Chúa, chờ đợi Chúa. Chúng ta hãy vui mừng bởi vì chúng ta rất là yêu mến Chúa và chúng ta luôn háo hức. Bạn yếu quá bạn ơi, bạn yếu. Chim. Mời anh chị em chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cha, xin Chúa ngài đổ đầy trên hết thảy chúng con bởi Thánh Linh của ngài, cho chúng con được trở nên những người khiêm nhường trước mặt ngài. Và Cha ơi, xin đổ đầy thần của ngài trên hết thảy chúng con, làm cho chúng con được trở nên tay đánh lưới người ở trong ngài. Và Cha, con cầu nguyện đến buổi tối ngày hôm nay hết thảy chúng con đều nhận được quyền năng trong Đức Thánh Linh của ngài. Và Cha ơi, xin mở mắt, mở lòng, mở tư tưởng lên suy nghĩ chúng con để chúng con đón nhận Thánh Linh của ngài. Của ngài, chúng con thờ phượng ngài. Xin đầy dạy cho nó thể chúng con. Xin mở mắt chúng con để chúng con được thấy ngài. Hãy nói với Chúa rằng: Cha ơi, nguyện lòng chúng con không quên ơn của ngài, mọi ân điển và thứ phúc liên liên mà ngài đã đổ đầy cho chúng con, ngài đã ban cho con không sao kể xiết. Và Cha ơi, chúng con cảm ơn ngài bởi vì chúng con là những người trẻ và chúng con có lời của ngài, và chúng con đắc thắng ma quỷ, chúng con đắc thắng bản ngã của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hãy nói rằng: Chúa ơi, con là những người được Chúa đổ đầy. Và hãy nói với tấm lòng chúng ta rằng: chúng ta là những người đắc thắng ma quỷ, chúng ta là những người có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta là những người được Chúa ngài sức dầu, và chúng ta là những người khiêm nhường trước mặt Chúa. Và Cha ơi, chúng con là những bạn trẻ được Chúa ngài sức dầu để trở nên những tay đánh lưới người cho ngài trong những ngày sắp tới. Chúa ơi, nguyện chi mất đi mai
Ngài ban ơn, Ngài đổ đầy trên tấm lòng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, để tấm lòng chúng ta thật sự được dâng lên Ngài và chúng ta được bày tỏ cùng với anh em của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin mời Thầy Khoa. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào Chúa vẫn cho phép chúng ta nhớ nhau lại, có phải không ạ? Và chúng ta sẽ cảm ơn Chúa một điều gì nữa, vì nãy giờ chúng ta cũng đã chạy qua trở lại bao nhiêu phòng zoom rồi, nhưng chúng ta vẫn ở nơi đây để mà chúng ta thờ phượng và học lời của Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là cũng đã khuya rồi và các bạn đã học lời Chúa từ sáng đến giờ rồi, có phải không? Các bạn đã no nê lời của Chúa rồi. Nhưng ngày hôm nay Khoa có một cái câu kinh thánh mà muốn học chung với các bạn. Ở trong Giô-sê đoạn 24, từ câu 14 đến câu số 15, lời Chúa phán như vậy. Chúng ta sẽ nói về một điều mà Giô-sê đã từng nói với các dân sự của Chúa. Và ngày hôm nay năm 2022 này, Khoa cũng muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ cùng nhau mà nói về điều này. Nó sẽ không phải là một điều gì nó lớn lao cả, nhưng mà nó sẽ theo cả cuộc đời của mình nếu chúng ta sẽ công bố nó trong 2022 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói nha. Khoa xin phép được đọc thì các bạn có thể đọc theo sau. Giô-sê đoạn 24 câu số 14 và câu số 15. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy lìa xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và đại sứ Ai Cập phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Amen. Năm cũ chúng ta đã từng rất nhiều lần muốn thay đổi cuộc sống của mình để mà thích nghi với những cái điều của về thế gian này. Đôi lúc thì chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình để mà thích nghi với người bạn trai hoặc là bạn gái của mình, để cho cuộc sống nó trở nên nó yên ắng và nó nhẹ nhàng hơn. Có thể là chúng ta thay đổi cuộc sống của mình để chúng ta có thể thích nghi với gia đình của mình, và gia đình của mình thì chưa biết đến Chúa hoặc là còn giữ những cái phong tục tập quán về thờ cúng thần tượng. Chúng ta đã từng thay đổi những điều đó. Nhưng năm nay, năm mới này, thanh niên chúng ta sẽ không phải làm những thứ đó nữa. Chúng ta chỉ thay đổi đời sống của mình để chúng ta quyết định sống cho Chúa mà thôi. Và để cho chúng ta có thể quyết định sống cho Chúa thì điều mà chúng ta cần phải thay đổi đó chính là chúng ta phải thay đổi sao cho nó ứng hợp với lời của Chúa đã từng phán trong Kinh Thánh. Có thể là như vậy. Khi mà chúng ta quyết định sống cho Chúa, mình sẽ thấy được sự việc nó sẽ là rất khó xảy ra trên cuộc đời của mình, vì ba mẹ của mình là người trực tiếp sinh ra chúng ta trên đất này, phải không ạ? Mình nói rằng mình quyết định sống cho Chúa, quy ba mẹ mình, chúng ta sẽ phải làm thế nào? Chẳng lẽ mình tin Chúa mình trở thành những con người mà ruồng bỏ gia đình mình hay sao? Thì Khoa xin phép được nói điều này. Có thể lắm chúng ta đã hiểu không đúng về lời của Chúa. Khi mà chúng ta quyết định sống cho Chúa thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta hiếu kính cha mẹ mình. Khi chúng ta quyết định cuộc sống mình dâng lên cho chính cánh tay của Ngài để cho Ngài ẩm bồng, chỉ dẫn về dẫn lối cuộc đời của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành một cái người con mang lấy hạnh phúc cho gia đình của mình. Khi mà các bạn đã quyết định sống cho Chúa rồi thì đời sống của các bạn sẽ được sáng lè ra trên đất này. Và lúc đó đời sống của chúng ta, thanh niên của chúng ta sẽ là một cái đời sống phước hạnh trong năm 2022 này. Hãy có quyết định sống cho Chúa trong năm nay. Và ngày hôm nay là Chúa chúng ta học chỉ bấy nhiêu đó thôi. Các bạn đã nắm được bài học chưa ạ? Hãy quyết định sống cho Chúa. Không phải quyết định thay đổi cuộc đời mình để sống cho một con người nào cả. Đừng dại dột mà thay đổi cuộc đời của mình để mà sống cho một chàng trai hay một cô gái nào hết. Hãy thay đổi cuộc đời mình, sống ứng hiệp với lời của Chúa, sống đúng với bổn tánh của Ngài là công bình, nhân từ, đầy lòng thương xót, khiêm nhường. Amen không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục, chúng ta sẽ nói về lời cảm ơn mà trong năm vừa qua Chúa Ngài đã hành động với chính cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta có sự cảm động, thì hãy mạnh dạn nói về điều này.
Ai có một lời cảm ơn nào đối với Chúa trong năm vừa qua thì chúng ta có thể giơ tay lên và ban chủ trì, ban kỹ thuật sẽ gửi cho các bạn cô host để mà các bạn có thể nói lên ạ. Hoặc là một cái ước ao gì đó trong năm mới này, năm 2022 này. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Khoa đã cho hết thảy tụi em có cơ hội để dâng vinh hiển cho Chúa và được một lần nữa để lắng lòng để nghe được những điều mà Chúa đã ban ơn ban phước cho hết thảy anh chị em chúng ta. Và chúng ta biết rằng mỗi ngày mình còn sống trên đất này đó là bởi ân điển của Chúa. Và mỗi buổi sáng mình thức dậy, wow, mình còn sống, Chúa ơi con còn có hơi thở, là mình đã cảm ơn Chúa rồi. Có nhiều người họ thức dậy chứ buổi sáng thôi họ ra đi mãi mãi, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta vẫn còn được sống động trên đất này. Sống và động nha anh em, sống nhưng mà sống mà nếu không động là không được nha, mà sống mà phải động. Và thì giờ này chúng ta sẽ nghe những lời mà anh chị em chúng ta muốn dâng vinh hiển lên Chúa và muốn trải lòng với anh chị em của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cứ mạnh mẽ lên, mạnh dạn lên để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúng ta sẽ nghe qua bản Trinh nha, Trinh sẽ có những lời để dâng vinh hiển cho Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì thời gian qua em được ở trong nhà của Chúa và em được phục vụ Chúa của em. Và cảm ơn Chúa vì Chúa ngày đã ban cho em cơ hội để mà em được tập đàn, tập trống và tập nhiều thứ khác để mà em dự bị cho em sau này. Và cảm ơn Chúa và em cũng không thể ngờ được một ngày nào đó mà em sẽ là một người hướng dẫn thờ phượng, sẽ là một người đánh đàn cho Chúa. Mà thật sự là cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã để em lên và để em được như ngày hôm nay. Và dù có những sóng gió, những cái gì em không thể nào mà đỡ được, nhưng mà Chúa mới là đấng ngài giúp đỡ cho em. Và thật sự là nếu không có Chúa thì em sẽ không có như ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa vì mọi điều. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã cho em được ở trong nhà của Chúa, phục vụ Chúa. Và đó là ân điển mà Chúa ban cho em. Và xin cảm ơn Chúa vì mọi điều. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chúng ta có thể ngợi khen Chúa chẳng có tay không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới làm được những điều này thôi. Nếu mà mình cố gắng bằng sức riêng của mình á thì một mai nào đó thì sức mình cũng bị hao mòn phải không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta nhờ cậy vào sức của Chúa, chúng ta khiêm nhường, chúng ta hạ mình trước mặt của Chúa, thì chính Chúa sẽ là đấng nâng đỡ mình lên, đấng giúp đỡ để mình có thể làm những việc mà ngay cả bản thân mình còn không nghĩ là mình sẽ làm được. Huống gì người ta sẽ nghĩ là mình sẽ làm được. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa ban phước cho chúng ta. Và Ngọc Trinh làm được mọi sự nhờ Chúa ban phước cho Ngọc Trinh, đấng giúp đỡ Ngọc Trinh làm. Dạ, và thời gian này còn anh chị em thì chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa không ạ? À? Chúng ta hãy cứ mạnh dạn lên nào, chúng ta có thể giơ tay của mình lên, em sẽ mở mic cho anh chị em. Đây là cơ hội để chúng ta được dâng vinh hiển lên cho Ngài và cơ hội để chúng ta được nói với anh em của mình. Ok em ạ. Tôi xin phép được làm chứng Chúa nha. Ok, cảm ơn Chúa trong nói chung trong mùa dịch này đó thì ở đâu cũng có dịch bệnh vậy á, nhưng mà cảm ơn Chúa tới thời điểm này thì ở trong gia đình tôi là bốn người, không có một người nào bị dịch cả. Và tôi tiếp xúc với nói chung là cũng tiếp xúc với không, nói chung cũng ăn chung, nói chung là có nhiều người bệnh đó. Và khi mà tiếp xúc như vậy đó thì nhưng mà không
Xin lỗi anh chị em là chắc có lẽ là mạng ở chỗ anh Hiếu bị có một chút vấn đề nên là chỗ anh Hiếu đang bị đứng hình. Anh Hiếu trả lại rồi. Cảm ơn Chúa. Xin lỗi. Tại vì mà cha tôi đó là thường là vô công ty buổi sáng á, là test chung với người khác chung một test thôi, nhưng mà cái người kia là test số 1 là bị F0 rồi, đáng lẽ cha tôi F2 cũng phải bị luôn, nhưng mà nó kiểm tra cha tôi không bị, chứ lúc đó cha tôi quýnh quá lắm, sợ lắm, gọi cho tôi cái cầu nguyện xong cái mà cha tôi vui lắm, nói bây giờ cha không bị gì chứ. Nói chung có rất nhiều điều đó mà để cảm ơn Chúa lắm, nói chung mà nói không hết nên lời, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, nhờ có Chúa mà ở trong mùa dịch này có sự bình an, có sự vui mừng. Nói chung ở trong mình, nói chung mình nó dịch bệnh như đó nhưng mà vui lắm, nói chung là bình an. Ở chung tôi á là mấy bữa hổm á là nói chung là bị phong 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 tỏa đó, ở dưới ngoại tôi đâu có nhà nào đi đâu, phong tỏa chứ kéo lên nhà tôi xong cái bắt cao cười hát luôn, xong ăn uống rồi nói chung là vui vui vẻ lắm. Nói chung là Chúa bảo vệ trong mùa dịch này là luôn có sự bình an và sự vui mừng. Amen. Xin Chúa ban phước cho các bạn, và tôi tin chắc rằng Chúa ở cùng với chúng ta nên chúng ta luôn có sự bình an và sự vui mừng. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho các bạn ạ. Dạ. Amen, cảm ơn Chúa. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành và Ngài là đấng Gô-hi, đấng chiến trận cho chúng ta. Đức Chúa Trời của đấng Ra-pha, đấng chữa lành cho anh chị em. Và buổi tối ngày hôm nay thật sự là rất là phước hạnh luôn. Ai cũng thấy rất là vui mừng mà thấy gương mặt rất là đầy sự biết ơn á. Hôm nay không phải là lễ tạ ơn nhưng mà thấy mặt anh chị em ai cũng thật sự là biết ơn Chúa. Dạ, còn ai là chúng ta tiếp tục dâng vinh hiển cho Chúa không ạ? Bạn Hương nè, bạn Khải nè, bạn Hiếu Lâm nè. Dạ, nếu mà anh chị em chúng ta dâng vinh hiển thì chúng ta cứ mở mic đi ạ. Em không có khóa. Dạ rồi, xin mời thầy Khoa. Cảm ơn Chúa. Khoa xin phép được dâng vinh hiển lên cho Chúa. Trong năm vừa qua nhìn lại tất cả các những điều mà Chúa ngài đã ban cho gia đình của Khoa, Khoa chỉ kiểu như là không phải là không cảm ơn những điều kia, nhưng mà có một điều rất là quý giá mà các bạn cũng đã thấy, thì đó là gia đình của Khoa đã đón chào một thành viên mới trong năm vừa qua. Em bé hiện tại đã được 9 tháng rồi. Và cái niềm vui mà Khoa cảm giác nó đeo đuổi từng ngày mình, và nó luôn luôn nó lớn lên, nó như là mỗi khi thức giấc vậy, thấy được bé sữa cũng như là con của Khoa đó được lớn lên. Và hai vợ chồng Khoa cảm ơn Chúa vì điều đó rất là nhiều lần rồi, không có đếm được. Và trong mong năm mới này, cả gia đình cũng sẽ được Chúa ngài ban ơn để mà có thể dạy dỗ bé sữa học việc Chúa giống như hai vợ chồng. Đó là cái ước ao của trong năm mới của Khoa. Và Khoa cũng có ước ao rằng nếu mà năm mới này các bạn trẻ, các bạn thanh niên, các bạn sẽ càng ngày càng được ơn hơn nữa. Bé Trinh đã được biết đánh trống, đánh đàn rồi, biết hướng dẫn thờ phượng rồi, thì tới nữa cũng có thể đứng lên là người dạy lại những cái phần giáo lý căn bản để giúp đỡ các bạn mới. Còn rất là nhiều mà lĩnh vực mà chúng ta có thể khám phá. Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta tất cả mọi ơn nếu mà chúng ta cầu xin vào những cái điều đó. Chúa ngài chắc chắn sẽ dùng các bạn. Đó là một cái ước ao cho năm mới của Khoa. Khoa mong rằng sau này các bạn đang ngồi ở đây sẽ là những cái con người, cũng như là những bạn thanh niên sẽ là trụ cột của Hội Thánh. Và những bạn sắp đến nữa sẽ được chính cái bàn tay của các bạn sẽ huấn luyện, chỉ dẫn và dạy dỗ cái lại. Xin Chúa ban ơn cho các bạn. Năm mới tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn trưởng ban thanh niên của chúng ta là thầy Mai Anh Khoa. Mà luôn lúc nào cũng có tâm tình với thanh niên của chúng ta. Chúng ta hãy biết ơn Chúa vì điều đó. Bởi vì Chúa ngài ban cho chúng ta một người lãnh đạo, một người dẫn dắt chúng ta rất là yêu thương anh chị em. Dạ, và có ai chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa không ạ? Dạ, xin mời thầy Khải. Mẹ cảm Chúa. Cảm Chúa thì đúng là có Chúa có sự bình an thật. Khi mà tôi, chính bản thân tôi cũng bị nhiễm COVID. Cảm ơn Chúa thì cái việc mà tôi bị nhiễm COVID đó là tôi biết, nhận biết rằng là mình đi công việc Chúa.
Thì bữa đó tôi đi phát thuốc cho những người bị F0 đó, thì mình cũng bị nhiễm. Nhưng mà cảm Chúa khi bị nhiễm như vậy đó thì mình chỉ đến Chúa mình cầu nguyện, nhưng mà mình cũng có sự bình an, mình không có sự sợ hãi lắm. Cho nên là cảm Chúa thì Chúa này cũng chữa lành, cũng vượt qua được điều đó. Và khi mẹ tôi bị bệnh cũng vậy nữa, cảm Chúa mặc dù là mẹ tôi trong tình trạng nó nguy kịch chứ không phải là bình thường, nhưng mà Chúa ngài vẫn cho có sự bình an, và cũng cho nên cũng dẫn mình đến trong sự cầu nguyện kêu cầu cùng Chúa. Và bây giờ thì mẹ cũng chưa có qua khỏi, nói chung là chuyện gì cũng mới báo nghe là người ta cũng chuyển mẹ tôi đi đâu đó, mà tôi không biết là tình trạng của mẹ tôi như thế nào nữa. Cho nên là nhờ anh chị em hãy cầu nguyện cho mẹ của tôi ngay giờ này. Cảm ơn Chúa. Thế là mẹ tôi còn hôn mê. Amen. Chúng ta sẽ tiếp tục dâng vinh hiển cho Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ cùng với nhau hát một bài hát. Chúng ta dùng bài hát đó để chúng ta cũng cầu thay cho mẹ của anh Khải luôn. Thì chúng ta nói rằng là một bài hát rất là quen, chúng ta cũng vừa hát thôi, nhưng mà bây giờ sẽ là một cái điều khác, chúng ta sẽ dâng lên Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã chữa lành cho mẹ của anh Khải. Và chúng ta hãy tin rằng Chúa ngài đã đang và đang đến chữa lành cho mẹ của anh Khải. Không có điều gì quá khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Chúa ngài nói rằng trong mọi sự hãy dùng lời tạ ơn và dâng lên ngài. Cha yêu thương của mỗi một chúng con, Cha chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa chúng con là đón toàn năng, đón làm được mọi phép lạ, đón không bao giờ từ chối những điều gì mà môi miệng chúng con cầu xin. Và Cha ơi, con biết rằng chính chúng con là những người sẽ mang lấy sự nhiễm của Ngài, mang lấy sự chữa lành của Chúa, mang lấy quyền phép của Chúa và đem ra để rao giảng tin lành của Ngài. Và từ giờ này con cầu nguyện xin Chúa ngày đến, ngày đặt tay của Ngài trên thân thể của mẹ người anh em chúng con là thầy Khải. Nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con nói với linh của sự bệnh tật rằng chúng nó không có quyền ở trên đời sống của mẹ anh Khải nữa. Bởi vì anh Khải là người yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, và mẹ anh Khải là người đã tin nhận Ngài, đã thuộc về Chúa Jesus của chúng con. Và ma quỷ, linh sự bệnh tật phải nói với mẹ rằng mẹ không có quyền ở trên đời sống của mẹ anh Khải nữa. Để thì giờ này mẹ anh Khải nhận được sự chữa lành từ nơi Ngài, mẹ anh Khải sẽ kinh nghiệm được quyền năng ở trong tình yêu của Ngài, tình yêu của sự cứu chuộc của Ngài, tình yêu của sự chữa lành của Ngài, tình yêu vì con chiên của Chúa ngày đang bị đau. Con cầu nguyện để sự bình an của Chúa ngày đến trên mẹ của người anh em chúng con và người anh em của con nữa. Xin ban cho người anh em chúng con sự bình an ở trong Ngài. Xin thêm sức cho người anh em của con. Chúa ngài bồng ấm, ngài yêu thương, ngài bày tỏ chính mình ngài để mẹ anh và anh cùng ở trong được sự yêu thương của ngài. Cha ơi, không còn những sự cô đơn nữa, nhưng mà chính Chúa sẽ là đấng lấp đầy những khoảng trống trong đời sống của người anh em của con và mẹ của người anh em của con nữa. Chính Chúa là đấng sẽ gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ mẹ của người anh em con cảm tạ ơn Chúa. Và Cha ơi, giờ này chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự chữa lành của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì mẹ của anh con đã được khỏe. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con thấy được sự bình an của Ngài. Hallelujah, con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Chúng con dâng những lời cầu nguyện chúng con lên Chúa và chúng con hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus, Amen. Amen. Thánh Chúa cảm ơn Quỳnh.
chuông phước cho các bạn. Dạ, và thì giờ này chúng ta còn ai chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa không ạ? Cảm ơn Chúa, bởi vì những lần trước con có làm chứng rồi mà con cảm ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì sự ban cho cũng như là ân điển của Chúa quá lớn cho đời sống của con. Mặc dù con không có tư cách và con không xứng đáng để nhận điều đó, con biết ơn Chúa rất là nhiều. Con biết ơn Chúa nhiều lắm vì mọi điều mà Chúa làm cho con. Và con cũng cảm ơn Chúa vì trong năm cuối năm 2021 cũng như là đầu năm 2022 á, thì con cảm ơn Chúa, con kinh nghiệm được quyền năng của sự chữa lành của Chúa. Lúc trước thì con cũng tin và con cũng dùng quyền năng của Chúa, quyền năng chữa lành để cầu nguyện cho những người bệnh. Nhưng mà giống như là đức tin của con hơi nhỏ hay sao đó, con cũng chưa tin một cách xác quyết. Nhưng mà con cảm ơn Chúa sau đầu năm tháng 12 với tháng 1 này á, khi mà con được con chỉ cầu nguyện online thôi cho những người mà họ có bệnh tật. Và khi con cầu nguyện cho họ thì trước đó thì con cũng học một cái khóa học của mục sư Septo, thì mục sư và dạy về việc truyền giáo và cầu nguyện chữa lành đó. Thì qua đó thì đức tin của con cảm ơn Chúa là không biết sao mà con nói rằng là quyền năng chữa lành của Chúa là có sẵn và chỉ cần có đức tin và đón nhận điều đó thôi. Và con cảm ơn Chúa là khi mà con công bố, con cầu nguyện cho cái người họ cần về sự chữa lành đó, thì người có cái người họ bị thận á, thì họ nói là giống như là lửa hay là quyền năng của Chúa tác động như là chạy ở trong trong thân thể của họ vậy đó, họ cảm nhận sự chữa lành của Chúa. Lúc đó rất là cảm ơn Chúa. Và những lần tiếp theo mà con được phục vụ á, thì họ nói họ người người tiếp theo cái người qua cái tháng 1 thì con cũng cầu nguyện chữa lành cho người, thì họ nói là cũng có cảm nhận lửa của Chúa, quyền năng của Chúa chảy trong chạy trong thân thể của họ, trên dạ dày bao tử của họ. Rất là biết ơn Chúa vì Chúa này khai sáng cho con thấy được là quyền năng của Chúa, chỉ cần có đức tin để mình nhận điều đó thôi. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa dạy cho con và Chúa dẫn dắt cho con mỗi ngày cho con càng kinh nghiệm được lời của Chúa và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Ngợi khen Chúa. Amen. Cảm ơn chị em. Shalom. Bình an. Shalom. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình thấy rõ là Chúa rất là ban phước cho đời sống của bé Lam, phải không ạ? Dạ, không phải riêng bé Lam đâu, nhưng mà hết thảy chúng ta ai nấy cũng đều được nhận ơn phước từ nơi Chúa. Và tuần trước thì anh chị em cũng nghe em nói về sự ơn phước và những ơn lành mà Chúa Ngài đã ban cho em một năm qua, đúng không? Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay em sẽ dâng vinh hiển vừa chiều nay thôi. Cảm ơn Chúa là em cũng vừa đi hơi xa về, là trong người còn mệt lắm. Với lại là mấy tuần này em cũng bị Covid nữa, và Chúa đã chữa lành cho em rồi. Nhưng mà không hiểu sao là em là người bị dai nhất ở trong nhà. Mọi người hết trơn mà em vẫn còn bị lay gai hoài, giống như là nó cứ tái đi tái lại hoài. Chắc có lẽ là sức đề kháng của em yếu hay sao. Nhưng mà cảm ơn Chúa là lúc mà em nằm trên giường bệnh á, nhưng mà không có nằm, em luôn phục kiếm công việc để mình phục vụ Chúa. Em vẫn hướng dẫn Rào Phượng vẫn hát, dù mọi người cũng thấy là lúc đó em hát không có được gì hết trơn á, cứ ho hoài. Nhưng mà cảm ơn Chúa là chính lúc đó thì Chúa Ngài đã đến, Ngài chữa lành cho em, Ngài làm cho em được trở nên rất là cảm thấy là được yêu á, được Chúa yêu, và mọi người cũng yêu thương mình nữa. Mình thấy là mình đang được ở trong vòng tay của Chúa. Và điều chiều nay thôi, em mới về cũng mệt lắm mà khó ngủ nữa, tại đêm qua cũng không ngủ được, sáng chỉ ngủ được miếng thôi. Nhưng mà sáng em cũng cảm ơn Chúa được thức sớm rồi làm việc nữa, nên là cỡ 4 giờ thì nó mệt trong người lắm, nên là em nói là thôi em sẽ vô phòng nghỉ ngơi xíu. Nhưng mà trong cái lúc vô nghỉ ngơi thì không có ngủ, em nằm đó, em để cái gói lên mặt thôi. Xong rồi Chúa đến nói chuyện với em, và Chúa thăm viếng em nữa anh chị em. Xong rồi Chúa Ngài nói những điều mà bấy lâu nay cái lòng của mình
Còn có những điều mà mình chưa có thật sự mà kiểu giống như là mình còn chưa chắc ăn á, mình còn có những sự hoài nghi á, những lòng mà mình ao ước á, nhưng mà nó chưa có thành nên là mình còn có sự hoang mang. Nhưng mà trưa hôm nay chú đến nói chuyện với em rất là nhiều. Và một điều đặc biệt đó là không phải như những lần trước mà mình mệt nhưng mà cái người của mình nó uể oải, nhưng mà rất là vui mừng. Nước mắt thì nó cứ rớt nhưng mà lòng thì rất là vui mừng luôn, không hiểu sao nữa. Chú cho rất là bình an. Và trong lúc đó thì chú muốn em cầu nguyện cho nhiều người lắm. Rồi Trinh nó đang nằm ở trên nữa. Em nói là chú cứ nhắc là chú kêu em là gọi Trinh dậy để cầu nguyện, nhưng mà không biết lòng em sai không có kêu. Xong rồi nó thức dậy thì nó bị đau đầu, nó cũng nói với em đó là muốn chú Quỳnh cầu nguyện vậy đó. Thì cảm ơn chú, em cũng cầu nguyện cho bé. Rồi xong em bé nó cũng cảm nhận được Chúa nữa. Điều em muốn làm chứng ở đây đó là mỗi ngày Chúa đều ban cho chúng ta những cái phước lành, và Chúa luôn ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Việc của chúng ta đó là đón nhận và chúng ta bày tỏ điều đó ra. Xin Chúa ngày cho chúng ta được mở mắt, mở lòng của mình để mình có thể đón nhận được tình yêu của Chúa, sự ban phước của Chúa. Chúa luôn muốn ban phước cho anh chị em, Chúa luôn muốn đổ đầy cho anh chị em, Chúa luôn muốn làm cho anh chị em được trở nên những người được ơn, được sứ giàu trước mặt Chúa. Việc của chúng ta đó chỉ là hãy đón nhận. Xin Chúa ngày cho chúng ta mở mắt của mình, mở lòng của mình và đón nhận ơn phước từ nơi Chúa. Nếu mà thật sự như trưa nay em ngủ thì cũng không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là em không ngủ, nhưng mà lúc đó thì Chúa thăm viếng em rất là lạ lùng. Và Chúa là đấng hiện hữu, và ngài Chúa rất là thành tín với anh chị em. Không phải mình nói lớn ở lạy che chúng con ở trên trời, mình không cần phải dài dòng như vậy. Ngài luôn ở bên cạnh mình. Mình hãy đến với Chúa bằng cách thật nhất có thể. Con mệt thì cứ nói mệt, rồi Chúa ơi con mệt, hay là con không vui thì cứ nói không vui. Với Chúa là một người cha nhân từ của mình, và Chúa thì rất là sống động. Nên là chúng ta hãy thật lòng của mình đến với Chúa, thì mọi cái ơn lành, mọi phước thiên của Chúa sẽ đến cho đời sống của anh chị em và chính mình tôi nữa. Dạ, và cảm ơn Chúa. Lời cảm tạ của em đến đây là hết. Cảm ơn chị em đã lắng nghe. Dạ, không biết là còn anh chị em nào chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa không ạ? Cảm ơn Chúa là có chị nghe nhóm cùng với anh chị em. Bây giờ cũng khuya rồi, nhưng mà một lần nữa tôi muốn anh chị em chúng ta hãy nói một cái điều mình hối tiếc trong năm vừa qua, và một cái điều mình sẽ ao ước và mình sẽ cố gắng được thực hiện trong năm mới này. Chúng ta sẽ nói ngắn gọn. Nhưng mà chúng ta là những người trẻ mà, chúng ta không có khuya đúng không? Giờ này anh chị em cũng chưa ngủ đâu ha. Rồi xin mời, chắc mở lẽ là mời anh Khoa trước ha. Cảm ơn Chúa. Điều mà anh hối tiếc nhất trong năm vừa qua, thật ra là đến bây giờ mình vẫn không nghĩ ra cái điều mà mình hối tiếc nhất. Nói thật là như vậy. Tại vì cái đức tin của Khoa chắc chắn là trong lòng là như vậy. Mọi việc đều hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Cho nên cái sự việc gì đó nó xảy ra trên chính cuộc đời của Khoa đó, Khoa cũng tìm hiểu tại sao mà nó xảy ra như vậy. Đến khi mà mình thấy được rằng ý muốn của Chúa ở trong đó, thì lúc đó Khoa không có cái kiểu như là tiếc nuối, nhưng mà sẽ là nói về đây là một bài học quý giá cho mình. Cho nên đến thời điểm này thì cái sự nuối tiếc nó không có. Còn cái việc ao ước thì nãy cũng đã nói về một ít rồi, nhưng cảm ơn Chúa lại có cơ hội được nói thêm. Ao ước cho năm sau chúng ta sẽ gặp lại kiểu mặt đối mặt và cùng nhau thờ phượng Chúa. Có một cái đầy tớ Chúa nói một câu nói rất là hay và Khoa được cảm động, một Khoa muốn nói lại cho các bạn nghe. Khi mà chúng ta đến nhà thờ cùng nhau thờ phượng Chúa giống như một cái viên than vậy á. Ở nhà thì nó rất là dễ khi mà bị nguội lạnh, nhưng khi chúng ta gom lại cùng nhau thì ngọn lửa nó sẽ cháy lớn hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau nóng cháy, chúng ta cùng nhau ca hát và thờ phượng Chúa. Có thể là tổ chức những cái buổi tiệc giống như đi công viên, đi chơi xa chẳng hạn. Rất là nhiều thứ mà thanh niên chúng ta cần phải làm. Và năm sau sẽ là năm chúng ta sẽ làm được. Amen không ạ? Đó là điều mà Khoa ao ước với các bạn. Cũng như là cũng mong Chúa ngài sẽ làm thành điều mà lòng của chúng ta ao ước. Xin hết ạ. Amen, cảm ơn Chúa. Bây giờ em mời... Mời anh Hiếu Lâm nha. Anh Hiếu Lâm sẽ nói điều mà mình đã hối tiếc trong năm cũ, và chúng ta sẽ nói điều mà mình sẽ ao ước trong năm mới này.
Alo, nghe rõ không Quỳnh? Dạ, dạ không có nghe tiếng của anh mà nghe tiếng của anh. Trong năm vừa qua là điều Hiếu hối tiếc nhất đó là Hiếu nghĩ Hiếu nên nói ra thì khi mình nói mình nên nói những lời nói mà khích lệ gây giận có ứng phước cho người nghe, mà vì đây là một cái điều mà mình hối tiếc thật sự là nó nghe cũng hơi có một xí nào đó hơi tiêu cực chút xíu, đó là như là mình để mình thất bại nhiều quá, thất bại nhiều quá, đó là một sự hối tiếc chính mình để mình thất bại nhiều quá trong cuộc sống, thì cái đó là điều có hối tiếc. Cái điều sang năm mới này là yêu mong là có một cái suy nghĩ mới, có một cái đời sống mới, như vậy là sẽ tốt hơn. Mặc dù là biết là khi mà mình nói ra mình nên nói những lời khích lệ gây giận, nhưng mà mình cũng muốn mà nói những cái điều mà kinh nghiệm của mình, tại vì mình bản thân mình để chính mình để mình thất bại thôi chứ không phải là do ai cả. Cảm ơn các bạn ạ. Dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn Hiếu đã nói những điều mà mình đã hối tiếc và điều mình ao ước. Không biết là năm mới này anh Hiếu mình ao ước điều gì ạ? Năm mới anh ao ước đó là có một cái suy nghĩ mới, có một cái đời sống Amen. mới, chỉ hai điều thôi à. Dạ. Amen. Và em tin là Chúa Ngài sẽ là đấng cho anh cái suy nghĩ mới. Chúa Ngài sẽ biến đổi anh để anh trở nên một con người mới. Và con người này sẽ, em không chắc là có thành công hay không hay là có thất bại năm trước hay không, nhưng mà con người mới này sẽ đầu phục Chúa và bước đi theo ý muốn của Chúa, và chính Chúa là đấng ban phước cho anh. À, cảm ơn Quỳnh. Em mời anh Trọng Hiếu Nguyễn ạ. Sẽ nói điều mình đã hối tiếc trong năm cũ và những gì mình sẽ ao ước cho năm mới. Mình nhớ cái này là năm ngoái mà nếu ở trên lầu á mình còn nhớ, mà khi mục sư Bảo có ở trên lầu, tôi nhớ mục sư Bảo có cái điện thoại, mục sư Bảo có ghi lại tất cả những cái điều đó đúng không? Tôi tin là mọi người có những cái ước mơ gì trong năm 2021 đó, mà mục sư Bảo cái điện thoại mục sư có lưu á, có ghi lại trơn á. Tôi thì không có hối tiếc gì hết, nhưng mà đôi lúc mà mình cái sự quyết định của mình á, khi mình làm cái điều gì đó mà Chúa mà muốn mình làm á, nhưng mà mình hơi là lắng lự, khi cái mình lưỡng lưỡng lự á, nhiều khi mình sợ pha buồn hay là sợ người này người kia buồn, ví dụ vậy đó, mình không có cái sự quyết định, nhưng mà mình biết chắc chắn 100% là Chúa muốn mình làm cái điều đó, nhưng mà nhiều khi mình lưỡng lự, mình sợ người này người kia buồn mà trước cái quyết định của mình đó, nên là tôi thì cũng học được một điều để mà nắm bắt trong năm 2022 á, là khi mình cầu nguyện Chúa rõ rồi đó, mà Chúa muốn mình bước đi trong như nãy Quỳnh nói đó, là khi mình đi trong ý muốn của Chúa đó, thì những điều tốt lành mà mình biết chắc chắn là Chúa hướng dẫn mình làm, mình làm cái điều đó đó, thì mình sẽ sắc quyến hơn. Tôi học cái điều đó cho chính đời sống của tôi, là mình phải quyết định khi mình làm gì đó, mình phải chắc ăn quyết định, mình quyết định 100% chứ không có lưỡng lự đó, nên tôi cảm ơn Chúa vì điều đó, nên quyết định năm 2022 này Chúa đặt mình ở trong tấm lòng mình sự cưu mang gì mình phải làm cho bằng được, xin Chúa giúp đỡ hướng dẫn đời sống của con. Amen, xin Chúa ban phước cho Quỳnh. Cảm ơn Quỳnh ạ. Cảm ơn các bạn. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh Trọng Hiếu đã có những trải lòng với anh thanh niên của mình. Lâu lắm rồi mới nghe anh Hiếu nói những cái điều này. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ mời Kim nha, Kim sẽ nói mà điều mà lòng Kim thấy hối tiếc trong năm cũ này và điều mà Kim sẽ ao ước để có được trong năm mới này. Không phải có được nhưng mà mình sẽ thực hiện. Mình không biết là có được hay không nhưng mình sẽ cố gắng để thực hiện. Ok, mời Kim. Dạ, em không có điều hối tiếc nhưng mà em chỉ có điều mình mong muốn trong năm mới này thôi. Thì em cũng mong muốn được là được
được yêu mến Chúa nhiều hơn, được kiểu như là muốn phục vụ Chúa, rồi hầu việc Chúa tại nơi đây. Thì em cũng muốn được được ơn trong sự thờ phượng Chúa. Em cũng khát khao là được thông dịch tiếng Anh. Dạ, em xin hết. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Kim. Và chị Quỳnh sẽ khích lệ em một điều nha. Hồi trước chị Quỳnh cũng không phải là người biết hát đâu, nhưng mà khi mà lòng mình ao ước thì Chúa Ngài sẽ là đấng ban cho mình. Và mình sử dụng với mục đích là gì? Để tôn vinh Chúa, chỉ tôn vinh Chúa thôi. Và được vinh hiển qua việc làm của mình thì Chúa Ngài sẽ ban cho em. Chứ tin là em, chị tin sẽ em sẽ là người thông dịch giỏi cho Chúa, và là người được Chúa Ngài sử dụng trong những ngày sắp tới. Dạ, và mời chị Nga nha, mình có chị Nga nhóm với thanh niên mình nữa nè. Chị Nga sẽ, cái chị Nga có dân vinh hiển gì cho Chúa không? Chị Nga muốn nói điều gì mà mình hối tiếc cho năm cũ, và điều gì chị Nga sẽ làm cho năm mới nè. Chị Nga mở mic lên. Nói đi. Nói đi. Muốn sao? Nói đi. Anh Pha kìa, cô Quỳnh muốn nghe kìa, nói đi. Sao? Muốn năm mới này sao? Nói đi. Các bạn đang chờ nghe kìa. Muốn vô nhóm ra. Nãy cô Tư quẹt lên Facebook thấy đang nhóm, rồi cô Tư hỏi nhóm không, nó nhóm rồi cô Tư mới vô nhóm đó. Nói chuyện đi. Chào anh Pha đi. Cảm ơn Chúa. Năm mới này tập thể thanh niên rất là mong ước là Nga được khỏe hơn. Amen. Sẽ quay trở lại mình thông công cùng với thanh niên nhiều Amen. Hơn nữa. Nói amen đi. Và mọi người rất là yêu thương chị Nga. Hết dịch mình sẽ, mọi người sẽ vào thăm chị Nga nha. Amen. Ai cũng rất là yêu thương và nhớ chị Nga hết. Nên là chị Nga hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa, cầu phục Chúa. Và mỗi ngày chị Nga hãy nói là: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã chữa lành cho con. Chị Nga cứ công bố điều đó thì em tin là thời gian ngắn nhất Chúa Ngài sẽ khôi phục hoàn toàn cho chị Nga. Và mọi người rất là yêu thương chị Nga nha. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúa. Dạ. À, bé Lam còn đây không? Bé Lam có điều gì hối tiếc cho năm cũ không? Và chúng ta sẽ ao ước điều gì cho năm mới. À, cảm ơn Chúa. Em hối tiếc đó là mặc dù em nghĩ là học online nên cả em và lớp em không ai ghi bài hết trơn. Đến bây giờ chuẩn bị Tết là chuẩn bị đi vô học rồi. Nhưng mà em không có ghi bài gì hết trơn, em không biết phải như thế nào luôn. Nên em, nhưng mà em cảm ơn Chúa cái này nè. Hồi đó, hồi lúc mà đầu năm á, thì mục sư có ghi lại cái điều anh ao ước giống như là anh Trọng Hiếu nói vậy đó. Em cảm ơn Chúa là hồi đó em cũng xin ghi là Chúa ơi, xin Chúa ngày giúp đỡ con, rồi ngày cho con có cơ hội để con có thể dịch gì đó, thông dịch tiếng Anh gì đó cho công việc của Chúa, thông dịch cho Chúa. Nhưng mà con cảm ơn Chúa vì Chúa thì cho con có cơ hội để học, và con có cơ hội để con được dự phần vào những công tác nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà con biết ơn Chúa vì vì điều đó rất là nhiều, vì Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con. Về điều ao ước ở trong năm 2022 của con đó là trước nhất đó là xin Chúa ngài giúp đỡ con giống Chúa Giêsu, với lại xin Chúa ngài cứu lấy gia đình của con, và xin Chúa ngài cũng cho con có thể đậu được và con có thể lên đại học nữa. Con cảm ơn Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn chị em. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Lam. Bây giờ mình sẽ nghe bạn Trinh nha. Bạn Trinh sẽ nói về điều mình hối tiếc cho năm cũ. Nãy có nghe bạn Trinh nói là, nãy Lam nói là học online nên là không ghi bài. Nghe Trinh nói là tình trạng chung, không biết là điều hối tiếc của Trinh có phải là không ghi bài không? Thật sự là
Em thì cũng không có gì hối tiếc hết trơn á, vì thấy tốt mà, thấy mỗi ngày Chúa ban điều tốt những việc làm của mình. Nghĩa là hối tiếc không phải là hối tiếc quá lớn, mà chỉ là ví dụ như là nó nhỏ thôi, một việc nhỏ thôi, cũng không đến nỗi mà em phải là kiểu như là lớn trong cuộc đời của em, thì em thấy nó cũng rất là bình thường, cảm thấy không có gì hối tiếc trong cuộc sống mình cả. Và cái điều mà em muốn muốn gì Ai biết muốn gì, ý là muốn ao ước. cái điều ao ước thì em ao ước thì mình vẫn được còn sống trên đất này và tiếp tục hầu việc Chúa hết. Amen, cảm Chúa, cảm ơn Trinh. Em xin nói điều mà mình hối tiếc trong năm cũ này. Đó là mình ít nói những lời yêu thương với gia đình của mình, đặc biệt là mẹ của em. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay con biết là mẹ đang xem Facebook, nên là con muốn nói là con rất là yêu mẹ và yêu gia đình của mình. Hồi đó giờ em không có nói những điều này với mẹ em, nhưng mà tối nay con muốn nói là con rất là yêu thương mẹ và gia đình của mình. Dạ, cảm ơn Chúa. Và điều em ao ước trong năm mới đó là gia đình em sẽ được nhiều sức khỏe và ngoại của em sẽ được khỏe, để cả nhà em sẽ tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa ở trong năm mới này. Dạ hết à. Cảm ơn chị em. Bé Ngọc có điều gì không? Bây giờ bé Ngọc vô đây ha, thì mình sẽ nghe bé Ngọc nói điều mình ao ước trong năm cũ này. Nói Trong là giống chỉ làm có ghi nửa bài ghi cũng được có nửa bài à, còn mấy cái bài sau là không có ghi một bài nào hết. Còn điều em ao ước trong năm nay á, là em mong rằng gia đình em sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen, cảm ơn Amen. Chúa, cảm ơn Ngọc. Bây giờ không biết là các bạn thiếu nhi, cái chỗ nó thiếu nhi này, các bạn có muốn nói là điều mình ao ước hoặc là nhiều mình đã hối tiếc cho năm cũ không, các bạn cứ mở mic lên nha. Trong 2022 này em muốn ước là cái tính cách của em thay đổi lại hoàn toàn, tại vì tính cách của em thì nó hơi hơi ở ngoài thế gian á, nó khó chịu lắm, mỗi lần ai làm gì em khó chịu không được gì hết trơn á, nên em muốn là em chỉ được cái thay đổi tính cách với và cho cha mẹ em quay về với nhau, với lại kính sợ Chúa nhiều hơn. Còn mong ước của con ở trong năm 2021 này là con muốn là gia đình con tin nhận Chúa, con muốn rằng cha con phải yêu mến Chúa và không có phá hoại gia đình nữa. Cảm ơn Chúa. Không phải là ba mình phá hoại gia đình, nhưng mà mình sẽ nói ra ba mình sẽ không còn sống theo thế gian nữa, ba mình sẽ không còn làm những điều mà Chúa không có dạy nữa, Chúa những điều mà Chúa ghét đó, nhưng mà cha mình sẽ vâng phục Chúa và đầu phục Chúa, và xin Chúa Ngài sẽ là đấng làm cho gia đình của Trinh Trinh sẽ thật sự được phước, và cả gia đình của Trinh Trinh sẽ ngợi khen Chúa trong năm mới này, đó là năm 2022. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau nói là cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể mở mic lên được không ạ? Nên nói là Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì một năm mới này. Chúng ta sẽ cùng nhau nói cảm ơn Chúa nha. Hallelujah, hai ba, cảm Cảm ơn ơn Chúa. Chúa. Amen, Amen. cảm ơn Chúa. Bây giờ 10 giờ rồi, nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ cầu thay ha.
mình sẽ cầu thay cho, một lần nữa mình sẽ cầu thay cho chị nhớ, chị nhớ nè, cho gia đình của chị nhớ cũng sẽ tin nhận Chúa, và chị nhớ cũng có thể được tự do trong việc mà hầu việc Chúa. Dạ không biết chị nhớ có ở đây không ạ? Chị nhớ có thể mở mic không ạ? Em biết là chị nhớ có nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà không biết là có tiện không. Nói thật sự với anh em thì mình sẽ tâm tình ngắn. Cảm ơn Chúa là tuy rằng gia mình đã tin Chúa và hiện tại thì họ không còn đầu phục Chúa nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa đến thời điểm hiện tại thì có những lúc anh chị em thấy nhớ không mở cam hoặc là mở màn hình hơi tối á, thì cũng dành một chút thời gian để cầu nguyện cho gia đình nhớ. Tại vì nhớ cũng nói chung là đôi khi mình nói ra không phải ai cũng hiểu đó, nên là nhớ thường nói với Chúa. Đó là gia đình thật sự trong thật sự nhiều lúc nhớ muốn mở mic để làm chứng hoặc là thâm tình với anh em nhưng mà rất là bất tiện. Cảm ơn Chúa là trong năm qua thì thật sự nhớ không có gì để hối tiếc hết anh em. Tại vì những cái điều mà nhớ cầu nguyện á, đa phần là đạt được. Chỉ riêng cái vấn đề mà gia đình quay lại đầu phục Chúa thì cảm ơn Chúa, có thể là chưa đúng thời điểm của Chúa nên Chúa chưa có làm, nên là vẫn tiếp tục trong sự cầu nguyện. Đó là điều nhớ cảm ơn Chúa. Rồi còn cái việc ở trong năm mới á, thì nhớ chỉ mong mỏi một điều là mình Chúa chiếm hữu đời sống của mình nhiều hơn, và mình có cái sự trung tín với Chúa trong mọi việc, dù là cái chuyện nhỏ nhất anh chị em. Cái đó là thật sự tấm lòng nhớ là như vậy. Đó là mong được mình có cái sự trung tín, dù là ở trong phương diện nào, cái chức vụ nào, mình cũng có sự trung tín. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà nhớ mong mỏi. Cảm ơn Chúa vì anh em đã có tấm lòng khích lệ nhớ cũng như là lắng nghe lời tâm tình của nhớ. Cảm ơn Chúa. Chúa yêu anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Mặc dù là tối nay chúng ta nói với nhau chỉ ít phút thôi nhưng mà em cảm thấy là Chúa rất là yêu thương anh chị em và Chúa rất là yêu thương ban thanh niên của chúng ta. Không phải là chỉ riêng một người thôi, chỉ Chúa chỉ ban phước cho thầy Khoa hoặc là thầy Khải thôi. Nhưng mà thấy ai nấy cũng đều được nhận được ơn phước từ nơi Chúa. Và thật sự mà nếu mà không có Chúa, Chúa ngày không cứu mình thì mình sẽ không được như ngày hôm nay, phải không ạ? Ngay cả bản thân em cũng vậy. Nên là tới ngày hôm nay, không chỉ thời gian này thôi, nhưng mà hy vọng năm mới này chúng ta luôn tìm kiếm Chúa. Và chúng ta sẽ cùng với nhau, không chỉ năm trước chúng ta đã có những điều nào mà chúng ta đã làm buồn lòng anh em của mình. Mình đã không phải mình sống lúc nào thì mình cũng hòa thuận nhau, phải không ạ? Sẽ có những lúc mà mình làm những điều mà anh em mình không có vui lòng, nhưng mà mình sẽ cố gắng để năm mới này mình thật sự là ở trong tình yêu thương, và chúng ta sẽ cùng nắm tay với nhau để chúng ta cùng xây dựng lại một ban thanh niên thật là vững mạnh ở trong Chúa, một ban thanh niên được thêm lên tình yêu thương của Chúa, thêm lên sự sức giàu của Ngài, thêm lên sự hiệp một và thêm lên chính mình Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen, hallelujah, ngợi khen Chúa. Và trước khi mà mình kết thúc buổi nhóm buổi tối ngày hôm nay, một lần nữa xin mời trưởng ban thanh niên của chúng ta là thầy Mai Anh Khoa sẽ cầu nguyện chúc phước cho hết thảy anh chị em và ban thanh niên của chúng ta trong năm mới này. Chúng ta sẽ đón nhận. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và mình sẽ cầu nguyện nha. Thưa Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài là đấng đã dựng nên chúng con. Ngài yêu thương chúng con vì Ngài đã dựng nên chúng con giống với hình ảnh của Ngài. Hồi khi chúng con có sao vào trong những lỗi lầm thì chính Chúa Ngài cũng sai Đức Chúa Jesus Christ thế gian để cứu chuộc mỗi một anh em chúng con ở tại đây. Và Chúa ơi, con biết rằng mỗi một anh em chúng con ở tại đây là quý giá trước mặt Chúa. Những phước hạnh từ thiên đàng Chúa Ngài đã ban sẵn cho anh em chúng con rồi. Thì giờ này trong danh quyền năng Chúa Jesus Christ chúng con công bố và đức tin chúng con nhận lãnh tất cả những phước hạnh đó. Những người đã được ơn rồi sẽ được ơn thêm nữa. Những anh em chúng con đã nhìn thấy con đường của Chúa đặt đẩy trước mặt rồi thì anh em chúng con sẽ được Chúa Ngài thêm sức để mà bước đi trên đó. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cùng nhau, xin Chúa Ngài giúp đỡ tất cả mọi bạn
tất cả những bạn ở tại nơi đây có được sự trung tín, nhóm nhau lại học lời của Chúa và quán giữ làm theo lời của Ngài, để đời sống của các bạn sẽ trở nên được là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Đời sống của các bạn sẽ tỏ ra một người hương thơm của Đấng Christ. Đời sống của các bạn ở tại nơi đây sẽ giống như một ngọn đuốc ở giữa thế gian đầy những sự tăm tối. Các bạn sẽ thiếu rọi đi những sự ô uế của thế gian này. Đời sống của các bạn sẽ là một sự sáng ở vùng đất mà các bạn đang sinh sống. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, trong năm mới này xin Thánh Linh của Chúa Ngài đồng hành, Ngài ở cùng và Ngài giúp đỡ tập thể thanh niên của chúng con. Ngài để chúng con được trở thành những con người hiệp một, yêu thương, và chúng con sẽ trở thành những con người hầu vì Chúa. Xin Chúa Ngài ấn chứng và giúp đỡ chúng con để đời sống của chúng con luôn có một mục tiêu. Chúng con phải sống và sống hết mình cho Ngài, để đời sống của chúng con không phải xi xiêu dẹo bên nào cả. Nguyện đời sống của chúng con sẽ được làm sáng danh của Chúa trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho lãnh đạo của chúng con là một siêu bảo. Xin Chúa Ngài giúp đỡ ông, cũng như giúp đỡ những cô chú trong ban chấp hành thanh niên nữa. Chúng con ngợi khen Ngài, và chúng con thiệp ý cùng nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen, cảm ơn Chúa. Và buổi nhóm của chúng ta đến đây là kết thúc. Rồi thì giờ này chúng ta sẽ mở mic và mở camera, chúng ta sẽ Chị Quỳnh ơi, dạ nhờ mọi người cầu thay cho tang lễ của bà cố tối nay là 1 giờ đêm cho nó được diễn ra suôn sẻ. ok dạ và thay mặt ban thanh niên và cũng như hội thánh, mình cũng xin thông báo là chúng ta sẽ thứ hai là chúng ta sẽ làm lễ kỷ tưởng niệm bà của chúng ta là bà ngoại, mình hay gọi là bà ngoại Phỉ Tý của mình đó, sẽ diễn ra vào ngày thứ hai lúc 7 giờ. Khi nay bên Mỹ với chú Quỳnh ơi. Dạ, Một giờ đêm. và chúng ta sẽ mặc áo màu đen nha anh chị em. Chúng ta sẽ dự lễ tưởng niệm của bà, chúng ta sẽ mặc áo màu đen. Hy vọng là thanh niên của chúng ta sẽ có mặt đầy đủ, và cũng thông báo anh chị em ngoài Facebook chúng ta cũng sẽ bận áo màu đen, và chúng ta sẽ vào Zoom, chúng ta sẽ mở camera của mình lên và hết thảy chúng ta đều sẽ mặc áo màu đen nha. Và chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho tối nay hay là 1 giờ đêm của bên chúng ta, và bên đó hình như là mấy giờ em không không rõ lắm, sẽ diễn ra lễ tang lễ của bà. Tới 12 giờ, Dạ 12 giờ. dạ 12 giờ 12 giờ trưa. Dạ, và em mời anh Hiếu nha, Hiếu Trọng sẽ cầu nguyện cho tang lễ của bà ở bên Cali, và cũng như cầu nguyện cho lễ tưởng niệm của bà ở tại Việt Nam vào thứ hai nữa. Ok, mọi người với tất cả ông bà chị em hiệp ý tôi cầu nguyện. Lạy Cha toàn năng đấng yêu thương mỗi đời sống của chúng con, Chúa ơi, trong cặp mắt của Ngài và trong tình yêu thương và tấm lòng của Ngài, Ngài luôn đón xem mỗi cuộc đời của chúng con. Lạy Cha, cũng con hiệp nhau là một, con cầu nguyện để sự hiện diện của sự tồn tại của Chúa được bày tỏ ở tại nơi lễ tang ở trong giờ tối bên bên Việt Nam cũng như ban ngày bên Mỹ. Xin Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, để thông qua lễ tang này vừa được cứu ở trong ngày hôm nay. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục Ngài ban phước, Ngài Thánh Linh của Chúa đến yên ủi từng tấm lòng ở trong gia đình của mẹ Tý, những người còn lại. Xin Chúa Ngài cũng yên ủi, Ngài thêm sức cho hết thảy tất cả, như Ngài sức dầu, Ngài ban ơn cho người chia sẻ lời của Ngài ở trong tang lễ này, cũng như bên ban thờ phượng, tất cả đều ở trong phước hạnh và sự ban ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con dâng hết thảy mỗi một người ở trong lễ tang này trong tay của Chúa, và những tín hữu, những người thân thương, những người bà con sẽ đến dự trong lễ tang này, họ sẽ nếm trải tình yêu của Chúa và kinh nghiệm được một lễ tang này phước ấm áp ở trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài cũng thêm sức cho hết thảy mỗi ông bà anh chị chúng con buổi tối hôm nay, để ai nấy cũng ngủ nghỉ khỏe mạnh, để mỗi ngày chúng con có sức tới để chúng phục vụ Ngài. Chúng con tạ cha và thành kính người trong danh Chúa Giêsu. Amen. Chúa con phước thảy ông bà anh chị. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Hiếu. Và thì này chúng ta sẽ mở camera, chúng ta sẽ chào nhau và chúng ta sẽ nói những lời chúc phước cho anh em mình trong năm mới này.